Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Và các bạn, hôm nay bên mình quay trở lại làm video, cũng muốn giới thiệu lên cho các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Thì cửa hàng của bên mình ở ngoài mặt đường thì cũng gần với công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Bạn nào mà gần công viên Thiên Đường Bảo Sơn hoặc là tạt qua đó chơi thì có thể vào quán mình để giao lưu. Còn nếu bạn nào mà xem video mà cảm thấy những chiếc máy nào ưng thì có, nếu ở xa quá không đến được thì có thể là nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cũng như là cọc cho bên mình một chút ít để bên mình gửi hàng đến cho tất cả các bạn cùng kiểm tra và thanh toán. Và hàng bên mình cam kết review máy nào thì sẽ gửi cho các bạn máy đó, nên các bạn yên tâm nhé. Thì bên mình sẽ vào review luôn. Đầu tiên sẽ nói đến nó là những chiếc Samsung Galaxy S15G. Hôm nay bên mình có 4 chiếc, thì cả 4 chiếc này đều là RAM 8, bộ nhớ 256GB các bạn nhé. Thì cái đầu tiên sẽ nói đến đó là một cái máy màu xám này. Đấy, đây là một cái máy màu đen. Đây là một chiếc máy màu đen nhé, bản 256GB. Hàng thì nói chung là hàng zin đẹp 98-99%, nói chung là xước nhẹ nhẹ một chút thôi, gọi là phê phẩy tí thôi. Đấy, đẹp tầm khoảng 97-98% các bạn nhé. Màn thì hoàn toàn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đấy, bản tất cả một sim S15G này thì nó chạy RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Pin của nó là 4.500 các bạn nhé. Đây là một trong số những dòng flagship pin cực kỳ khỏe, khỏe nhất dòng series 10 nhé. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, áp suất vẫn còn nhé các bạn nhé. Áp suất còn, đấy, áp suất còn. Nhưng mà đấy, màn trắng sáng. Đấy, ví dụ như con máy này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5 triệu các bạn nhé. Bán cho các bạn giá là 5 triệu này. Cái số 1. Là 5 triệu. Đến cây số 2 là một cây máy màu vàng cát. Đây lâu lắm rồi lại có cây vàng cát này. Đấy, cái này đây thì nó cũng xước phê phẩy nhẹ nhá. Đấy, cũng nói chung là hàng không có cần móp đâu các bạn. Nó chỉ có xước do dùng ốp thôi. Đấy. Màn thì tất cả đều trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình nhá. Này các bạn nhìn này, màn cực kỳ sáng này. Sáng quắc như gương luôn các bạn nhé. Đấy. Đây là cây số 2, cũng RAM 8, bộ nhớ 256, một sim, có hỗ trợ sóng 5G. Bên mình đang bán cây số 2 này với giá của nó là 5.100.000. Đấy. Cây số 3, đây cũng là một cây máy màu đen. Đây. Ngoại hình của cây này thì nó cũng là hàng zin đẹp. À đây, nó cũng có xước một chút này. À không phải, đây là vết bẩn thôi các bạn nhé. Nó chỉ là vết bẩn thôi các bạn, không đây bẩn thôi. Đấy, nó hơi xước nhẹ một tí ở chỗ này thôi này, còn lại đẹp luôn các bạn nhé, đẹp luôn này. Đấy, con này thì để cho các bạn giá cũng như màn trắng tinh luôn này. Đấy, không có ám ố, không có lưu hình gì nhá. Con này để cho các bạn giá là 5 triệu, cây số 3 giá 5 triệu. Cây số 4, cái số 4 này đây nó hơi bạc một tí ở cái này thôi. Ở vậy về. Ồ đẹp luôn này. Số 4 đẹp các bạn nhé. À cái số 4 này cũng đẹp đấy. Nó chỉ bạc một tí ở cái chỗ viền cam thôi. Đây màn trắng sáng quắc luôn. Con này thì bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 5 triệu các bạn nhá. Cái số 4 giá 5 triệu. Đấy, rất rẻ rồi. Dòng S15G đây là một dòng đến bây giờ mình thấy nó cực kỳ đáng mua nhé. Giá đợt trước 6 triệu thì còn lăn tăn trên 5 triệu để sở hữu RAM 8, bộ nhớ 256, chip Snap, chip Exynos và màn hình của nó là 6,8 inch thì không còn gì để chê các bạn nhé. S8 Plus. Đấy, đây có một cái S8 Plus bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Đấy, màn một đốm ở đây này. Đấy, một đốm này. À, đây là vết bầm thôi các bạn nhé, không phải vết đốm, bầm thôi. Nó đen mờ mờ. Đấy, 2 sim 2 sóng này. Màn to 6,4 inch. Ôi. Con này bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Ôn nào.
RAM 6 bộ nhớ 128GB S8 Plus các bạn nhé. Thường thường các bạn chỉ thấy RAM 4 bộ nhớ 64 thôi. Đây là một con bản hiếm này. Đấy, con này thì bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 2.200.000 nhá. Đây cái số 1. Đấy. À không, hôm nay thì có mỗi một cây S8 Plus thôi. 2.200.000 này. Tiếp theo thì một cây S9 này, S9 nhỏ này. Đấy, ngoại hình zin đẹp nhá. Đẹp này. Đấy, màn này, màn đẹp này. Có mấy vết ruồi ỉ ở đây này. Đấy. Nhìn bé tí thôi, nó nhìn như cái dầu ba chấm này luôn các bạn này. Đấy, chấm tí ở đây thôi. Còn lại đẹp luôn các bạn nhé. Bản Hàn Quốc 2 SIM 2 sóng online các bạn nhé. RAM 4 bộ nhớ 64 này, S9 RAM 4 bộ nhớ 64. Đó, màn trắng. Đốm nhỏ. Đấy, để cho các bạn giá của nó là 2.300.000 nhá. Để cho các bạn giá 2.300.000. S9 nhỏ. Vân tay đằng sau, đây nói chung là dòng flagship. Máy gọn gàng. Đây 2.300.000 khỏi phải đi này. S8 nhỏ này. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng online này. Đấy, máy zin đẹp. Màn này. Đây màn đúng một chấm đầu kim này các bạn. Đấy, đúng một chấm đầu kim này, nhìn nhắc qua là không thấy đâu. Đấy, màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình nhá. RAM là 4, bộ nhớ của nó là 64GB nhá. RAM 4 bộ nhớ 64GB các bạn nhá. Đấy, màn trắng sáng luôn. Con này để các bạn giá là 2.100.000. 2.100.000. 2.100. Rất đẹp, rất gọn gàng, 2 SIM. Đến dòng A nhé. A là A32 này. Đấy. Samsung A32 là RAM 4 bộ nhớ 128GB này. Bản Việt Nam 2 SIM 2 sóng này. Màn 6.5 inch này. Pin 5000 này. Cực kỳ khỏe. Đấy, các bạn nào thích đấy, RAM ôi con này RAM 6 bộ nhớ 128 các bạn nhá. À, RAM 6 bộ nhớ 128GB này. Pin 5000, nói chung đây là một con máy mà các bạn nào thích sự an toàn, pin khỏe thì mua những cái dòng máy A và G và M. Còn nếu mà các bạn thích những cái con máy mà có tính năng giải trí cao hoặc là độ bền cao thì các bạn có thể chọn S và Lốt các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3.400.000 này. 3.400.000 Samsung A32 máy màu xanh bản Việt Nam, hàng zin kem. A51 này. A51 bản Việt Nam này. Đấy, hàng zin kem sven luôn này. Đấy, còn cả siêu viền này. Con này là hàng lưu luôn các bạn nhé, lưu trong hãng luôn này. Đấy, hàng trả bảo hành hoặc là đổi bảo hành. Một chiếc máy cũ vào thì họ sẽ thay cho nó một chiếc áo mới. Nói chung là thay hoàn toàn một chiếc áo mới luôn các bạn nhé. Giữ lại mỗi mên cũ của nó thôi. Và cái hàng này các bạn dùng yên tâm, cực kỳ lành. Cực kỳ là lành luôn. Đấy. 2 SIM 2 sóng này. Bản Việt Nam A51. Đấy, bản Việt Nam. Con này thì là RAM 4 bộ nhớ 64. Ô, cũng RAM 6 bộ nhớ 128 các bạn. Hay mình nhớ nhầm nhỉ? Con này RAM, đúng rồi, RAM 4 bộ nhớ 64 là bản Hàn. Còn đây là RAM 6 bộ nhớ 128GB. Đấy, siêu khỏe, pin cũng khỏe. Cây số thôi, mấy cây này màu đen này. Thì bên mình đang bán cho bạn giá là 3.400.000 nhá. Bán cho bạn giá 3.400.000. Màu trắng này. Đấy. Tất cả đều là hàng màn new nhá. New hết rồi các bạn yên tâm, coi như một chiếc áo mới rồi. Đấy, cũng RAM 6 bộ nhớ 128 này. Cũng A51 2 SIM 2 sóng bản Việt nhá. Đấy, bên mình bán đồng giá là 3.400.000. Tặng đủ phụ kiện các bạn nhá, tặng đầy đủ phụ kiện. Đấy, G8X. LG G8X có một cây duy nhất. Cây này thì nó là 2 SIM 2 sóng. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Pin 4000, chip Snapdragon 855. Đấy, ngoại hình zin keng luôn. Zin keng còn nguyên áp suất nhé. Đây các bạn. Zin keng nguyên áp suất luôn.
Đấy. Con này thì bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 3,5 triệu nhá. Con này bán cho bạn giá 3,5 triệu này. Đấy. Bản hai sim hai sóng, nói chung là dòng này rất là ok. Chơi game cực mượt luôn. Màn của nó 6,4 nhá, pin 4000. 3,5 triệu. S10 Plus bản Hàn, hai sim hai sóng online, đang chạy ROM gốc. Còn nếu bạn nào thích hai sim thì mình sẽ lên hai sim cho các bạn nhé. Đấy. Hàng zin đẹp luôn. Đấy, nhìn thấy chưa? Hàng zin đẹp, màn sáng quắc kìa. Không ám, không ngủ, không nâu hình, đang chạy ROM gốc một sim. Bạn nào thích thì bên mình sẽ lên hai sim cho các bạn. S10 Plus này RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó 128GB. Đấy, và bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5,400,000 các bạn nhá. 5,400,000. Đấy, lên được hai sim hai sóng các bạn nhá. Bản Hàn, máy đẹp. 5,400,000. Chưa thấy cái hàng hiếm như thế này mà bị bom hàng, mình cũng thấy hơi lạ. À, cực hiếm luôn. Anh Đực này, tên là Đực này. 700,000 bom hàng này. LG gập này, giá 700, hàng zin đẹp luôn. Con này thề luôn, lên phát bay ngay. Hàng đẹp nha các bạn nhá. Đây vẫn còn siêu dán này, hàng đẹp này. Đấy, còn đẹp chưa? Ly lông dán theo máy nhá, chứ không có chuyện là có thể làm giả cái ly lông này các bạn nhé. Này, trông đẹp chưa? Đấy, hơi bẩn tí, các bạn chịu khó lau vệ sinh đi. Con này thì nó có cả tiếng Việt luôn các bạn nhé, có cả tiếng Việt luôn. Bộ nhớ 16 32 GB gì đấy, nói chung bộ nhớ thì bọn này không quan tâm. Cái dòng này chỉ mang cái tính gọi là sưu tầm giải trí, vừa là cảm ứng ở trên màn hình, xem YouTube, lướt Facebook, lướt đọc tin nhắn Zalo thoải mái luôn. Ở dưới là các bàn phím này, có thể nhắn tin bằng bàn phím được, có thể nghe gọi bằng bàn phím được, hoặc là nghe gọi, nói chung là nó có gần như là hai màn hình. Một này ở trên màn hình này cảm ứng các bạn thao tác đầy đủ chức năng, ở dưới này các bạn vẫn thao tác đầy đủ chức năng. Đấy. Ở đây mình xem con này ở trong có tiếng Việt không, nhưng mà con này nó là một hàng đẹp luôn, giá 700. Con này thì hình như không có tiếng Việt. Nói chung bây giờ tất cả các cái nó kiểu như tượng hình hết rồi này, nó có hình ảnh hết rồi, cho nên là cũng không cần phải biết nhiều tiếng. Các bạn cũng có thể là đây có chữ cái đầu tiên này. Đấy, thì thường thường liên quan đến bàn phím và ngôn ngữ này. Đấy, nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Hàn thôi các bạn nhé. Bọn này thì xem YouTube này, này có YouTube này, thoải mái luôn, nghe cực phê, cực êm luôn. Đấy, nghe bọn này loa riêng, loa bọn này dòng các dòng smartphone này gọi bằng cụ luôn, loa nghe to rõ ràng hai bên loa này. Đấy, chụp ảnh camera này. Đấy, con này cực hiếm, hàng đẹp, bên mình đang bán giá 700 nhé. Đấy, giá 700 này. Đấy. Ok, vậy là bên mình đã view xong chiếc máy đang có tại kênh, thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.